Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo trong ngày mai đến ngày mùng 2 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh yếu tăng cường tràn xuống nước ta, ảnh hưởng hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Đồng thời, mưa nhỏ sẽ diễn ra ở nhiều nơi trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh lần này chỉ ảnh hưởng trong thời gian ngắn. Điều đáng lưu ý là đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ ảnh hưởng kéo dài từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Đồng thời thì mưa vừa mưa to sẽ gia tăng trên diện rộng. Vùng mưa sẽ bao gồm cả khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Cục bộ có một số khu vực có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Trong đó, trọng tâm mưa diễn ra tập trung chính ở các khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Lưu chung thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 25 độ, phía Nam từ 25 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Và cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.